gì ăn hết trơn, không ai hỗ trợ cho gì hết trơn. Hôm nay là có dưỡng ấm cho nên là mình phải hỏi ý kiến, nhưng mà dưỡng ấm không có quan tâm cái vụ mà ăn cái này kia, nhưng mà ở đâu cũng có đồ ăn hết trơn, nhưng mà chỉ dạy cho đàn ông không có thôi. Mong anh các chị giúp đỡ cho tụi em sống qua ngày cho hết dịch. Tại vì em ở đây em đói, không có gì ăn làm trong công ty á. Ta hứa cho gạo của quân ta đâu có cho, tại vì em không làm trong đó, ở trong đó. Rồi nhờ mấy anh với chị làm chung nó cho gạo chục ký ăn tới giờ, nhưng mà đồ ăn thì em không. Dạ, em cũng đăng ký lên nhiều lắm nhưng mà không có ai tài trợ gì cho em chị ơi. Mong em với chị giúp em đi cho qua hết dịch này, em về quê luôn. Chị tên gì? Dạ tên Quỳnh, Thị Quỳnh. Thị Quỳnh thôi, tại vì người dân tộc em là chỉ là Thị Quỳnh thôi, em về quê ở Bắc Ninh.